Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho các chị em hội viên trong chi hội về thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, thì chi hội phụ nữ của thôn Thanh Bình B, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên đã thành lập một mô hình thu gom rác thải. Vậy thì mô hình này hoạt động như thế nào và hiệu quả của mô hình mang lại ra sao? Thì mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu trong chuyên mục Sống Xanh ngày hôm nay nhé. Giới thiệu với lại quý vị và các bạn, đứng cạnh tôi lúc này đây là chị Chín. Chị là chi hội trưởng của chi hội phụ nữ thôn Thanh Bình B, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. Dạ vâng, xin chào chị ạ. Chị chào em. Dạ. Xin chào khán giả. Dạ. Vâng, vậy thưa chị là em được biết ý, thì hiện tại chi hội phụ nữ của mình có thành lập được một mô hình thu gom rác thải. Vậy thì chị có thể chia sẻ cho em cũng như là khán giả được biết về mô hình này ạ. Vâng, thì nói chung là chi hội chúng tôi có cái mô hình thu gom rác thải này thì từ năm 2017. Và thường xuyên là chị em hoạt động, rồi là đi thu gom rác thải ở cánh đồng, rồi là ở đường làng ngõ xóm, tạo môi trường xanh sạch đẹp. Thì không chỉ chi hội mình mà mình đã phối kết hợp với các chi hội khác thực hiện cái mô hình này như thế nào thưa chị ạ? Chị em trong chi hội thôn Thanh Bình B và cũng phối kết hợp cùng với chị em thôn Thanh Bình A. Chúng tôi là hoạt động đều hàng tháng. Vào những cái ngày lễ rồi ngày kỷ niệm là chúng tôi đều phát động. Sau một khoảng thời gian triển khai cái mô hình thì chị thấy là cái ý thức của các cái hội viên trong chi hội của mình về việc bảo vệ môi trường đã được nâng lên như thế nào ạ? Sau một thời gian là triển khai cái môi trường cái mô hình thu gom rác thải này thì là ý thức của chị em trong chi hội và tất cả những thành viên khác là nâng cao rất là rõ rệt. Đi ra cánh đồng, chị em mà có phun thuốc thì là cũng tự rác bỏ rác vào thùng chứ cũng không vứt bừa bãi. Thì trong thời gian tới thì mình sẽ duy trì cũng như là nhân rộng cái mô hình này ra như thế nào ạ? Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì mô hình này và nhân rộng ra. Mới đầu ấy thì là mới có mô hình này thì chỉ có là mười mấy chị em thôi, nhưng đến bây giờ là mỗi một chi hội là phải có từ 20 đến 30 chị em. Trong đó là hai chi hội của Thanh Bình A và Thanh Bình B cùng phối kết hợp. Ngoài tuyên truyền cho chị em trong chi hội ra thì là chúng tôi còn tuyên truyền cho những hội viên khác như là hội viên cao tuổi, rồi là hội viên cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, rồi là những thành viên trong gia đình tham gia tích cực thu gom rác thải để bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp. Một lần nữa thì xin cảm ơn những cái chia sẻ của chị ạ. Từ khi có cái mô hình rác thải này thì các chúng tôi cũng tích cực tham gia. Mỗi khi là có một cái đợt phát động thu góp những cái rác thải này thì các cô cũng gọi nhau để đi thu gom những cái rác thải này để tạo cái môi trường xanh sạch đẹp ở các cái đường làng ngõ xóm rồi ngoài cánh đồng. Nói chung là những cái mô hình rác thải này thì bản thân tôi đã được tham gia và về nhà cũng vận động với lại các cái hội viên rồi các cái chi hội bạn là cùng tham gia vào với lại cái mô hình để mình có những cái công việc, tức là tuy rằng nhỏ mọn nhưng mà nó cũng tạo được cái mô hình xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là với những cái hoạt động thiết thực thì mô hình thu gom rác thải của chi hội phụ nữ xã Thanh Luông, huyện Điện Biên đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường sống. Và hy vọng rằng những mô hình ý nghĩa này sẽ ngày được một nhân rộng. Và đến đây thì chuyên mục Sống Xanh tuần này của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.